Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách nấu chè Dữ Nhan Tuyết Yến ngon tại nhà. Chè Dữ Nhan Tuyết Yến hôm nay mình nấu có tới 14 vị và đặc biệt là có công dụng làm đẹp, dưỡng da nè. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách nấu chè Dữ Nhan Tuyết Yến để mình ăn trong gia đình hoặc là mình kinh doanh thì hôm nay Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để nấu cái chè Dữ Nhan á thì các bạn có nhiều cái sự lựa chọn. Đề nghị với các bạn một cái lựa chọn như thế này là các bạn nên mua theo cái dạng set. Thì ở trên mạng có rất nhiều cái set. Ha, hôm nay mình mua cái set này. Nó tới 14 loại ha các bạn. Gồm có là táo đỏ nè, đường phèn nè, nấm tuyết. Về cái nấm tuyết này thì các bạn nên mua những cái loại nấm tuyết mà nó còn cái màu vàng như thế này là cái màu tự nhiên, chưa có qua cái quá trình ngâm tẩy. Nhớ nha, nấm tuyết ha. Rồi táo đỏ này là táo đỏ lát, cái này là táo đỏ trái. Nha. Hạt sen nè, rồi cái này là lá dứa ha các bạn, lá dứa khô á. Kỷ tử nha, kỷ tử, đào, nhựa đào. Cái nhựa đào này một số bạn hay còn gọi là cái đào lệ, thực ra nó là cái nhựa tiết ra từ thân cây đào á các bạn, nó có công dụng làm đẹp ha. Rồi cái này là long nhãn nha, long nhãn nó khác với nhãn nhục nha. Rồi tuyết yến, cái màu trắng này nè là tuyết yến nè. Đông trùng hạ thảo, nấm ha các bạn ha, nấm đông trùng hạ thảo. Quế hoa và hạt chia út ha. Và cuối cùng là cái bồ mễ. Thì cái này thì người ta bán rất nhiều set, có set thì có 9 vị, có set 10 vị, 11 vị, 12 vị, nhưng mà cái set này nó tới 14 vị, rất là ngon. Đầu tiên á, khi mà các bạn mua cái set này về á thì mình lấy 3 thứ ra. Đầu tiên là tuyết yến ha, thứ hai là cái đầu lệ và cái thứ ba là bồ mễ. Các bạn lấy 3 cái này ra, các bạn ngâm cho mình. Ở đây mình chuẩn bị 3 cái tô ha, mình cho tuyết yến nè, bồ mễ nè và nhựa đào vào đây. Các bạn sẽ ngâm khoảng từ 10 đến 12 tiếng, các bạn ngâm qua đêm. Và khi mà ngâm thì các bạn tốt nhất là mình ngâm ở trong ngăn mát tủ lạnh. Khi mà các bạn ngâm với cái nhiệt độ lạnh như vậy á, thì nó sẽ làm cho những cái này nó tan, nó nở ra từ từ, nó không có bị chua. Nếu mà mình ngâm mình để bên ngoài các bạn thì nó sẽ bị chua ha. Nhiều bạn nấu chè tuyết yến Dữ Nhan nè hay nói với mình á, là sao cái nguyên liệu nó hay bị chua, do các bạn làm không có đúng cách á. Ok ha, sau khi chế nước rồi thì bây giờ mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh. Để ha các bạn, những cái hộp á thì các bạn cứ việc là lấy cái dĩa các bạn kê lên đậy lại, rồi các bạn xếp cái tô á, tô này chồng lên tô kia ha. Ba tô nè, mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh. Để qua sáng ngày hôm sau cỡ khoảng 10 tiếng, 12 tiếng là được nha. Nhớ là lấy cái nắp đậy lại nha các bạn. Đừng để cho nó bị ảnh hưởng bởi những cái thực phẩm khác mình cho nó vào trong tủ lạnh á. Rồi sau khi mà mình ngâm qua một đêm rồi á thì bây giờ cái tuyết yến á là cái màu trắng này các bạn đổ ra một cái thau ha, cái gì nó to to đó để mình lựa. Ví dụ như thường, ví dụ như mình mua cái tuyết yến ở chỗ này thì nó cũng tương đối nó sạch rồi. Các bạn mua tuyết yến ở những chỗ khác thì có thể nó sẽ dơ hơn, thì nó sẽ có nhiều cái, không phải là cái dơ các bạn, mà là cái gỗ mà nó dính vào cái cây á ha. Đây nè, tuyết yến nó là nhựa của cây gum á ha các bạn ha. Mấy cái đen đen này nè thì các bạn nhặt sạch ha, nhặt cho sạch luôn, rồi sau đó mình sẽ rửa lại khoảng 1-2 lần nước lạnh nữa để cho nó hết cái vị chua. Cái nhựa đào cũng vậy ha các bạn. Nhựa đào sau khi mà các bạn ngâm nở rồi á thì mình cũng đổ nó ra một cái thau hay gì đó để mình lựa cho nó dễ. Bồ mễ cũng vậy luôn. Đây là bồ mễ nè. Ha, bồ mễ hay còn gọi là tuyết điên tử đó, thì sau khi mà các bạn ngâm qua một đêm thì nó cũng đã nở ra rồi, thì cái này mình rửa lại thôi, mình không cần phải nhặt ha, nó sạch rồi. Đó là vài ba cái nguyên liệu mà các bạn ngâm đêm hôm qua. Bây giờ về cái kỷ tử, các bạn ngâm nước lạnh cho mình. Kỷ tử, nấm đông trùng, long nhãn ha, cái long nhãn đây. Táo đỏ nha các bạn, táo đỏ nè ha, và nấm tuyết đây, nấm tuyết đây. Tất cả những cái nguyên liệu mình vừa nói thì các bạn ngâm cho mình nó khoảng 15 đến 20 phút ngâm với nước lạnh ha các bạn. Riêng về cái hạt sen này á, các bạn muốn nấu cho nó nhanh thì các bạn ngâm nước sôi và mình ngâm khoảng 30 phút rồi mình nấu. Mình sẽ còn lại những nguyên liệu ví dụ như là đường phèn, lá dứa, hạt chia và quế hoa. Quế hoa này các bạn hay có người gọi là hoa mộc. Và đừng quên là những bạn nào muốn mua cái set chè này để về mình nấu trong gia đình hay là mình làm để mình kinh doanh thì bấm vào trong cái phần bình luận á, hoặc là cái phần mô tả của video. Các bạn kích vào cái đường link đó để các bạn mua nha. Rồi bây giờ các bạn bắt lên cho mình một cái nồi ha, nó cỡ khoảng 3 lít cho đến 5 lít nước. Nếu mà mình muốn ăn cái chè nó loãng thì các bạn nấu cỡ khoảng 5 lít rưỡi cũng được. Còn nếu mình muốn ăn cái chè nó đặc ha thì mình nấu cỡ khoảng 3 lít thôi. Mình cho lá dứa vào đây nha các bạn. Một chút nữa khi mà mình nấu lá dứa nó thơm mà nó sôi rồi đó thì mình vớt lá dứa ra. Nãy giờ thì mình đi mình nhặt cái nhựa đào ha, và mình rửa cái phần bồ mễ này. Nhưng mà mình chia sẻ với các bạn thêm cái chỗ này là về cái phần tuyết yến đó các bạn. Nhiều bạn hay hỏi mình cái này có phải là mũ gòn ha, mũ gòn hoặc là mũ trơm hay không.
Thì nếu mà các bạn muốn biết mũi gòn có trơm hay không thì sau khi mà mình ngâm rồi đó thì mình dở nó lên nè, các bạn thấy nó có những cái sợi không, cái sợi như thế này thì nó là tuyết yến nha các bạn, nó là nhựa của cây gum. Còn nếu mà mình ngâm ra xong mà nó vụn luôn á, nó vụn luôn thì đó chính là cái mũ trơm nha các bạn, chứ nó không phải là cái tuyết yến. Mũ trơm thì nó rẻ hơn rất là nhiều, tại vì nhiều khi người ta bán, người ta muốn vì cái lợi nhuận á, người ta sẽ pha trộn ha. Nên là khi mà các bạn mua á, thì các bạn chọn cái nơi nào mà nó uy tín, nó chất lượng á. Còn cái nhựa đào này cũng vậy ha, nhựa đào hay còn gọi là đào lệ đó, nó khác cái mũ gòn ha. Mũ gòn thì khi mà các bạn ngâm ra thì nó sẽ có màu nó hơi nâu nâu, còn cái nhựa đào này nó sẽ có thuần cái màu đỏ hơn. Và khi mà các bạn ngâm cái mũ gòn á, các bạn để ý là nó sẽ có những cái nó hơi giòn giòn, còn cái này thì nó sẽ mềm ha các bạn ha, nó mềm chứ nó không có giòn. Tại vì ví dụ như nếu mà mình làm ăn ở nhà không sao, nhưng mà nếu mà các bạn làm để mình kinh doanh á, mà các bạn làm tầm bậy bạ là người ta mua, người ta ăn là người ta biết à ha. Các bạn nhớ nha, mình chọn cái nơi nào nó uy tín mình mua đó. Thì bây giờ cái tuyết yến này cũng vậy luôn, các bạn cũng nhặt sạch sẽ luôn rồi mình rửa lại, vớt ra rổ để cho nó ráo nước đó. Dứa sau khi mà các bạn nấu nó thơm rồi đó thì bây giờ mình vớt nó ra. Sau khi mà vớt lá dứa ra rồi á, thì bây giờ mình cho hạt sen vào đây, các bạn nấu cỡ khoảng 10 phút. Khi mà hạt sen mà các bạn nấu được 10 phút rồi đó thì lúc này mình cho cái bồn mễ vào. Vào mùa nóng mà các bạn kinh doanh những cái món như thế này thì nó rất là lợi. Tại vì ví dụ như với 5 lít đi, 5 lít mà các bạn đông vào một chai 350 á, mình bán khoảng 10.000 một chai. Sau khi mà các bạn cho cái bồn mễ vào rồi thì mình nấu thêm cỡ khoảng 5 phút nữa ha. Khi mà hạt sen nó mềm rồi đó các bạn, thì bây giờ các bạn khui cái bịch đường vàng ha, các bạn cho vào. Nếu như mà các bạn ăn cái khẩu vị nó ngọt nhiều quá thì các bạn có thể là cho thêm đường trong nhà của mình. Còn khi mà mua cái gói á, set á, thì nó sẽ có một cái túi đường vàng như thế này ha. Nhớ là hạt sen mềm rồi mới cho đường nha các bạn, không thì hạt sen mình ăn nó sẽ bị sượng á. Quấy sơ sơ cho đường nó tan đi ha. Rồi sau khi mà cái đường nó tan hết rồi đó các bạn, thì lúc này các bạn cho cái phần nhựa đào vào ha. Táo đỏ thì sau khi mà các bạn ngâm rồi mình cũng rửa sạch nha các bạn, rồi cho vào. Rồi khi mà cái phần nước của mình nó sôi lên trở lại rồi đó các bạn, thì lúc này các bạn cho mình là cái phần long nhãn, kỷ tử và nấm đông trùng ha vào đây. Cái này thì sau khi mà các bạn ngâm rồi thì các bạn cũng rửa cho nó sạch luôn nha, rồi mình cho vào. Mình sẽ nấu cái nước này nó sôi lên trở lại nha. Rồi khi mà cái nước mình sôi lên trở lại rồi đó, mình cho cái nấm tuyết vào. Nấm tuyết sau khi mà các bạn ngâm cho nó nở ra rồi á thì mình rửa sạch lại. Và các bạn có thể dùng kéo hoặc là dùng dao các bạn cắt cho nó nhuyễn ra, nó mịn ra. Ok ha, bây giờ mình sẽ cho cái tuyết yến vào đây luôn. Nấu cho cái chè nó sôi lên trở lại nha các bạn. Tại vì khi mình cho tuyết yến vào á, cái chè mình nó sẽ bị nguội, nó bị nguội cái nước đi. Mình nấu nó cho nó sôi lên trở lại. Thường thì khi mà mình nấu chè giữ ngang như thế này là mình không cần phải cho, không cần phải dằn xíu muối đâu. Nhưng mà nếu mà mình thích ăn cho cái chè nó đều vị hơn á, thì mình sẽ dằn thêm cỡ khoảng một đầu đũa muối vào đây nha các bạn ha. Có xíu muối này vào thì cái chè mình nó sẽ đậm vị, ăn nó ngon hơn. Rồi ok ha, bây giờ mình chỉ cần nấu cho cái chè mình nó sôi lên trở lại là được nha. Thì với cái chè dưỡng nhan tuyết yến này á, thì các bạn nếu mà mình ăn không hết thì các bạn cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh, các bạn có thể bảo quản từ 3 đến 5 ngày nha. Hoặc là mình đông vào trong những cái chai như ở nhà mình á, thường mình cũng đông sẵn vào trong những cái chai như thế này nè, rồi mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh ha. Khi mà nào mình ăn mình lấy một chai ra mình ăn. À, chai này nó là 350 nha các bạn. Ở ngoài thì người ta đang bán là 10.000 một chai như thế này. À, chai chè nha, chứ không phải là chai không thôi các bạn ha. Chai không thì nó cỡ khoảng vài trăm đồng thôi, vài trăm đồng một chai thôi. Các bạn mua mà số lượng sỉ, mua số lượng nhiều thì nó còn rẻ hơn nữa. À, cái set chè này cũng vậy ha, mình mua là 75.000, 80.000 nhưng mà đang giảm giá còn 75. Nếu mà các bạn mua số lượng sỉ thì nó rẻ hơn ha, cỡ khoảng 65. Đó là mình nói cái thông tin này để cho những bạn nào muốn nấu cái chè dưỡng nhan để mình kinh doanh á thì các bạn biết ha. Rồi thì sau khi mà các bạn nấu cái chè mình nó sôi lên trở lại rồi đó thì mình tắt bếp ha. Mình sẽ khui cái bịch quế hoa mộc này mình cho vào đây. Thì nói chung về cái chè dưỡng nhan này thì nhiều người bán lắm. Có người thì người ta bán 9 vị, có người bán 10 vị, có người bán 11, 14 vị ha. Ăn càng nhiều vị thì nó càng ngon. Đặc biệt là cái quế hoa các bạn nên có, các bạn lựa những cái set nào mà có quế hoa thì nó sẽ cực kỳ thơm luôn. Đây các bạn khuấy sơ sơ lên rồi mình cho cái phần hạt chia vào đây. Đây là hạt chia ha, cho vào. Khi mà mình cho hạt chia vào á, thì các bạn nhớ nè là mình phải tắt lửa, nhắc khỏi bếp rồi cho vào. Hạt chia mà các bạn để lên bếp các bạn nấu sôi quá thì nó cũng không còn nhiều chất đâu. Rồi ok, thì đây là cái món chè dưỡng nhan ha, tuyết yến, đông trùng, táo đỏ.
Thì sau khi mà các bạn để cho nó nguội rồi thì mình sẽ rót nó vào trong chai và mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nha các bạn. Mỗi ngày thì các bạn có thể ăn 1 đến 2 chai. Rất là ngon luôn. Bạn nào mà thấy cái bịch đường phèn mà cho kèm trong cái set nếu mà chưa có đủ á thì mình có thể là cho thêm đường ở nhà mình. Nhưng mà cái này thì mình khuyên các bạn á, là mình không nên ăn quá ngọt nha các bạn. Ăn cái vị ngọt nó vừa phải thôi thì nó sẽ rất là tốt. Và mình nhắc lại nha, là nếu như mà các bạn nào muốn mua cái set chè này thì bấm vào trong cái phần bình luận và cái phần mô tả của video á, kéo xuống bên dưới ha, thì các bạn sẽ thấy cái đường link mua cái set chè nha. Ok, thì hy vọng là qua video này Cười Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách nấu chè dưỡng nhan Tiết Yến ngon tại nhà. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món chè này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.